Vâng, cuộc sống ngày càng đầy đủ thì con người ta càng muốn được trải nghiệm những loại thực phẩm hay là những cách thức thưởng thức đồ ăn, thức uống một cách khác nhau. Và trong đó thì có cả việc thưởng thức cơm tù. Ở Trung Quốc thì muốn biết mùi vị của cơm tù như thế nào, người ta chỉ cần đến một nhà hàng tên là căng tin nhà tù số 789 ở thành phố Thiên Tân mà không cần phải gây án rồi sau đó để bị tống vào nhà giam. Và nhà hàng này ngay từ khi khai trương thì đã nhận được sự chú ý của rất nhiều thực khách, đặc biệt là những người trẻ tuổi. Được trang trí bằng những sợi xích sắt và những hành lang mờ mờ ảo ảo, nhà hàng số 789 thuộc thành phố Thiên Tân, miền đông Trung Quốc sẽ mang tới cho thực khách những trải nghiệm thực của đời sống tù nhân mà không cần phải bị tống giam. Tầng 1 của nhà hàng 789 nổi bật với những chắn song sắt truyền thống trong các phòng giam. Trong khi tầng 2 vừa mới mở cửa gần đây lại khiến thực khách có cảm giác như đang ở trong phòng biệt giam. Yêu cầu của thực khách sẽ được phục vụ qua một ô cửa nhỏ, một hình ảnh quen thuộc ở rất nhiều nhà tù trên thế giới. Và thay vì trao đổi trực tiếp với bồi bàn, thực khách phải lựa chọn món của họ trên một thực đơn có sẵn trên iPad nhằm mục đích cách ly họ với thế giới bên ngoài. Theo các thực khách, không khí ở nhà hàng chẳng khác gì một nhà tù thực sự. Tôi tới đây để trải nghiệm thiết kế và cách bài trí. Phong cách nội thất thực sự mang tới cho chúng tôi cảm giác rằng mình đang bị giam. Tôi tới đây vì tôi thích nơi này và thích những món ăn mà họ phục vụ. Khi ăn những món này, tôi có cảm giác như mình đang ở trong tù vậy. Nhưng tôi chắc chắn rằng trước đây tôi chưa từng bị tống giam bao giờ. Tôi tới đây vì muốn được trải nghiệm cảm giác mới. Cho dù nhà hàng 789 phục vụ cả bữa ăn trưa và bữa ăn tối, nhưng chủ cửa hàng cho biết thực khách thường thích tới đây vào buổi tối hơn. Nhà hàng 789 có chỗ ngồi đủ cho 160 khách và với những ai có nhu cầu ngồi tù riêng, họ cũng có những phòng cá nhân như thật. Menu của nhà hàng có đầy đủ các món từ cá, đồ ăn kiêng cho tới thực phẩm chứa muối, chất xơ và hữu cơ. Tuy nhiên, những tù nhân thực sự sẽ không được ăn những món đặc sản như phong cách của Trung Quốc hay món Tây như mì spaghetti. Chủ cửa hàng chia sẻ, với giá đồ ăn khá rẻ cộng với thực đơn ngon miệng, nhà hàng đã thu hút rất nhiều thực khách sành ăn. Giá của mỗi bữa ăn tại đây chỉ dao động trong khoảng từ 150.000 đến 180.000 đồng.